Các đồng chí, vào vườn tìm nguyên liệu để nấu ăn thôi. Trong vườn có một bụi sả, nhổ đi một nhụm thôi nha, đừng nhổ nhiều, sả không kịp lớn, ngay mồm nhổ cả. Lấy cái gọc thôi, con cây lá để nấu nước tắm hoặc nấu nước gội đầu. Đây là cây riềng. Mọi người thấy cái riềng chứ? Ôi chết cha rồi, nhổ cả bụi của bà nội lên rồi. Dư phải trồng lại ngay, nếu không là mãi bà lên thì chỗ rắn mà lại bị nhổ cả cùm mất đi. Nhổ bên đi trời đất ướt nên là nhổ mà lên cả cùm mất đó. Bình thường thì lên cả rửa luôn. Nhổ trồng lại hy vọng lan sống. Rau ria ở trong vườn toàn là bà nội trồng cả. Bà trồng cho được cái chi ăn cái nấy. Trong khi mô mà chỗ đi vô vườn mà từ trồng cái cây mà ăn mô. Đây là cái quất này. Để tí nữa bỏ vô lá vô trong cái cây nó cho thơm này. Hóa ní chứ đưa hái vô để thấy cái cây bữa trước hái sinh nhật con. Phụ nữ ai cũng thích hóa, ai cũng thích đẹp cả. Chỉ có tiếc tiền thì không mua thôi. Nên anh em mà có tặng á thì tặng một bông cũng cứ được. Riêng sả là dư rửa sạch cái nè. Lúc đầu là cái củ riêng nữa là tính là bỏ cả rễ rửa. Chứ mà suy nghĩ lại chứ chỗ ai nấu riêng mà lại bỏ cả rễ cả. Nên là cắt rễ đi. Không biết là khi mà có ai nấu riêng mà nấu cả rễ rửa không hề. Như sả đập dập đi là cắt cái miệng khoảng bằng lóng tay rồi nè. Cắt sả thôi đừng có cắt tay nha. Sả vì tay là khác nhau nè. Riêng cắt nhỏ nhỏ rửa xong này bỏ lót ở dưới đáy nồi á. Bỏ cả cái lá quất hồi này nữa. Rồi là bỏ một quả ớt cay. Nếu như nhà ai ăn được cay thì là cắt cái nhỏ ra, còn không thì để nguyên quả rửa để cho khử tánh. Mắm hôm nay chúng ta thấy khó mắm, làm một nồi nước nóng rửa sạch mắm đi, ai mà muốn thì rán thêm lại mắm cho hân cứng cá mà hân thơm hơn, còn không thì nhà mình vẫn để rửa. Đây là làm nước màu thẳng đường, làm nước màu tí nó bỏ vô mắm cho đẹp. Mắm xếp đều rồi nè, bên dưới là lót riêng sả rồi. Ta bỏ một tí tiêu này, một tí bột cánh hoặc muối nè. Bỏ một tí nước mắm thôi, ít thôi, bởi vì trong mắm đã mặn sẵn rồi. Xong rồi mọi người bỏ mật nhá. Bỏ mật ra để hạt sẽ cứng được con mắm. Rồi là bỏ cái nữa là cái mờ lớn đấy. Bỏ dâu cũng được nhưng bỏ mờ lớn thì ngon hơn. Vì kho cá thì thường ta kho mờ lớn sẽ ngon hơn. Bây giờ tôi công khai luôn này, tôi tráng cái nồi nữa nè. Mà bữa là tôi cũng quay, nhưng mà bữa đi quay cho mọi người xem. Đó, mắm gần được đó rồi, nhưng mà mọi người nhớ là mở vung thì hẳn sẽ cứng con mắm và ngon. Khi mà khó ấy, đừng có đầy vung nha. Mời mọi người nha.